Xin với các bạn camera ống kính FC8PS, zoom kỹ thuật số lên đến 8 lần. Mình sẽ tiến hành đập hộp camera này nhé. Mặt trước camera có hai đèn hồng ngoại, hai ống kính. Camera có khả năng quan sát không gian rộng lớn nhờ tính năng quay quét 360 độ. Hỗ trợ hai ống kính thu phóng hỗn hợp 8 lần, cho hình ảnh rõ nét và mở rộng tầm nhìn. Camera còn hỗ trợ ngõ micro và đèn hiển thị trạng thái. Tiếp theo có một nút reset và một khe cắm thẻ nhớ micro SD phía dưới nắp bảo vệ. Có hỗ trợ loa tích hợp. Có một dây cổng mạng và một dây cấp nguồn. Phụ kiện kèm theo gồm có một bộ cấp nguồn DC 12V 1A, một tờ thông tin quy định, một bộ hướng dẫn sử dụng nhanh, một bao vít chắn tường, một bộ dụng cụ chống nước, một tờ mẫu khoang. Với thiết kế đạt giải thưởng, EZFIT C8PS giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ khung hình bao quát trong khi vẫn xem được những gì quan trọng đến từng chi tiết. Nhờ công nghệ AI tiên tiến, camera có thể phân biệt dáng người với vật nuôi hoặc đồ vật. Camera thu phóng quay quét có thể thực hiện khả năng thu phóng hỗn hợp 8 lần và cung cấp chế độ hiển thị video hai màn hình ở cả chế độ xem rộng và cận cảnh.